Như đời đã có biến. Vâng, anh Tuấn và một phần nữa đó là anh em mà đứng tốt là ai cũng có cốt. Chưa đỉnh quá. Biến luôn đấy. Và hôm nay mình sẽ bắn cái này đâu. Tiếp tục cái clip giao lưu với năm anh em. Tùng Sơn Vĩnh Viễn. Và đây sẽ là chế độ headshot và tất cả phải bắn snipe các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ chiến đấu tiếp. Vâng, admin comment quyền được các bạn để nghe giọng rất là sạch sạch có đẹp và tốt. Nhiều kính comment thì có cốt, không được kính thì thôi. Cốt, có được cầm lục ạ. Cái đỉnh. Vãi nồi, phun nồi phải chăm ạ. Cái đá rồi Tuấn. Còn gì đấy, còn gì kìa. Ôi vai nồi. Ôi bắn khó quá. Ông kia cầm khẩu bị ông dưới xuống. Còn mình phải đi chỉnh lại cái ngắm đã. Ôi khẩu cái này đấy này bắn khó quá. Còn khó hơn, cái này còn khó hơn. Ôi vai nồi. Khó lắm. Vãi cả súng này. Súng này bắn khó mà em bắn được này. Cái lựu đạn. Ba bắn chậm vậy. Ôi, em thấy đau mắt rồi đấy. Chết cả không? Chơi quá rồi. Chơi rồi, đi chơi rồi, bên cạnh. Không. Em còn là chết lục quá. Đứng. Thôi. Không cần chơi ngắm đi nhá. Ôi bắn khó quá. Bắn khó quá. Cho cái tấm bóng bóng rồi. Ôi anh. Ôi vãi là tổ nó đá kìa. Ôi nghe tao chứ. Bắn kinh vậy. Phát đạn đi đi. Ô định mệnh không móc được ạ. Ôi đá khó quá, à, bắn khó quá. Ôi vai nồi. Gì? Thôi. Nhanh 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 nhanh. Thế hệ thắt luôn cây. Cây lắm rồi. Không, cây. Bắn đá được nhiều. Em đã. Thế nào nhỉ? Chơi này đâu mà. Mày biết sao à? Ồ, đạn. Ồ, đạn. Đồng vãi. Đây này em có cái vãi chuẩn. Con mạng tốt. Chỉ đá được hoặc bắn được. Gì? Yeah. Bắn
lên. Đá kìa. Ôi vai nồi toàn đá thôi ạ. Bắn sao không đá được à? Phải nồi. À đồ. Ôi đạn không đá được à, còn đạn à. Ôi đẹp. No. Đủ đá thì nhanh thế. Vậy Tuấn rồi. Vâng, chúng ta hãy mừng chiến công đầu tiên của anh Tuấn. Điếm hiểu, chứ sao không đá được. Anh chơi mũi tên à? Hả? Không, tên ra. Không, tên ra. Để Tuấn đó. Anh cứ bắn xong rồi đá nó cứ tít tít ra. Anh về ấn. Ấn bắn xong rồi thay đạn xong rồi đá được anh ạ. À. Xong rồi mới lại rút về dao. Rút về cái súng ấy. À, mình quên bước thay đạn. Định mệnh nó chui vào tường kìa. Ôi đệt. Vãi chui vào cái hầm. Hiểu rồi. Lúc kiểu nó khoảng hỗn loạn rồi, đừng vãi. Vãi đá. Nô à? Đông quá. Cả. Bắn kinh vậy. Định mệnh nó. Ở bên mình anh Thành gặp mặt. Trò này khó quá. Thách thức dân chơi. Bắn bừa chết. Cái này bắn bừa mình chết. Diệt. Bắn bừa mình chết. Ờ. Bốn năm cầm dao lên chém. Cay rồi. Ủa định mệnh nó. Mấy anh ta lao lên như đồ. Đồ. Trên cái lồng à. Hài quá, chịu được. Cái này bắn hết. Cái khỏi thường rồi. Đủ bất cái lục luôn.
tay cầm luôn tay phải ơi. Cầm luôn tay phải. Mày dám cầm lục trời ơi, đang đi chơi lục luôn à. Lục hết rồi. Mày chơi lục này. Chơi lục hết. Chơi bình thường. Còn gì để mất đâu. Vãi rồi, chơi bẩn rồi. Chơi bẩn rồi. Chơi chết mất. Bay quá lên ba cổ không? Không có đâu mà không được gì lại nữa. Quả này đi. Anh em chơi lầy quá. Đấy chính xác là không còn gì để mất đấy. Vãi rồi. Cái này gọi không còn kiên nhẫn để chơi sớm. À, chết bắn rùa chết anh Tuấn ạ. Ở vãi vãi rúi ạ. Cái lẩu này em sấy bừa hơn cái đại nhất. Trời, nó cầm AK-47 nó sấy anh kìa. Vừa đẹp. Vui vãi nồi. Cái đấy Tuấn. Để sự chảy cối của vãi nồi Hải.